Hot, Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn, chỉ một câu đã gây bão Weibo. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh từng hẹn hò một thời gian dài trước khi chính thức bước vào lễ đường năm 2015. Cặp đôi có chung với nhau một cậu con trai đáng yêu. Đám cưới của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh từng được xem là hôn lễ lãng mạn, hoành tráng và ngọt ngào bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2015. Trong hôn lễ, Huỳnh Hiểu Minh liên tục gọi bà xã là công chúa, còn dành cho cô những lời ngọt ngào, hứa hẹn chăm sóc yêu thương Angela Baby suốt đời. Thế nhưng ngày hôm nay, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh gây sốc mạng xã hội khi cùng tuyên bố ly hôn. Sau 6 năm bên nhau, cặp đôi khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi công khai đã chia tay chỉ đúng 4 ngày trước Tết Nguyên Đán. Hiện đây chính là thông tin hot nhất trên mạng xã hội. Nữ diễn viên viết những dòng ngắn ngủi trên trang cá nhân, cảm ơn tất cả những gì đã qua, sau này vẫn mãi là người nhà, và tắt luôn tài khoản Weibo của Huỳnh Hiểu Minh. Sau đó, phòng làm việc của hai vợ chồng cũng đã lên tiếng cho biết Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay trong hòa bình và hoàn tất những thủ tục liên quan. Về sau, cả hai vẫn sẽ cùng chăm sóc con. Huỳnh Hiểu Minh cũng đăng tải tuyên bố ly hôn trên trang cá nhân. Đáng nói, chỉ vài ngày trước thôi, Angela Baby còn đeo nhẫn cưới khủng, tham gia sự kiện khiến công chúng cho rằng hai vợ chồng đã gương vỡ lại lành sau thời gian dài chiến tranh lạnh. Chiếc nhẫn từng được Angela Baby khoe trong nhiều dịp, vật chứng tình yêu của cặp sao được thiết kế theo hình vương miện, chính giữa là viên kim cương hình giọt lệ 6 carat. Bao quanh viên kim cương size to này là 73 viên kim cương nhỏ, được cắt gọt vô cùng tỉ mỉ và công phu. Cách đây ít lâu, khi tham gia một chương trình tạp kỹ nổi tiếng, Huỳnh Hiểu Minh nói với đồng nghiệp Huỳnh Lỗi, Dương Dĩnh nói món thịt kho tàu của anh rất ngon, vậy để tôi đến học anh cách nấu. Lời nói ám chỉ vợ chồng họ vẫn tình cảm. Chính vì thế, khi tin ly hôn được công bố, người hâm mộ của cặp đôi vô cùng bất ngờ. Nhiều người cho rằng cặp đôi đã ly hôn từ lâu. Tính từ cuối năm 2018, hôn lễ của cặp đôi luôn khiến người hâm mộ tò mò khi họ không còn tương tác trên mạng xã hội. Không xuất hiện chung tại các sự kiện. Vào dịp lễ Tết, ngày nghỉ sinh nhật, họ cũng không có dấu hiệu đang ở bên nhau. Trước sự tò mò của công chúng, họ chỉ im lặng hoặc phản bác tin đồn ly hôn một cách yếu ớt và không xuất hiện công khai bên nhau. Ngay cả vào dịp thất tịch, lễ tình nhân của Trung Quốc, hai vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không hề có bất cứ sự tương tác nào trên mạng xã hội, trong khi phần lớn các cặp tình nhân đều tranh thủ bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Khi giới nghệ sĩ Trung Quốc phát động hoạt động từ thiện hỗ trợ lũ lụt tại Hà Nam Trung Quốc, hai vợ chồng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh lại gây chú ý khi có hoạt động từ thiện riêng lẻ, khác hẳn những cặp vợ chồng khác của làng giải trí. Việc hai ngôi sao quyên góp dưới danh nghĩa cá nhân khiến cư dân mạng tin rằng đây là bằng chứng cho thấy Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã độc lập về tài chính, hoàn toàn không còn mối quan hệ nào. Ngoài ra, một đoạn phỏng vấn của Huỳnh Hiểu Minh trong quá khứ liên quan tới quyết định kết hôn với Angela Baby cũng được dân tình đào lại. Trong đó, Huỳnh Hiểu Minh đề cập đến lý do kết hôn với Angela Baby là vì mẹ anh yêu thích và chấp nhận cô gái này. Sau khi trở thành vợ của Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp trong làng giải trí của Angela Baby khá thuận lợi, tài nguyên phim ảnh của cô khá dồi dào. Tuy nhiên, sau 10 năm hoạt động trong làng giải trí, vài năm gần đây, sự nghiệp Angela Baby có dấu hiệu đi xuống vì ồn ào đời tư và năng lực diễn xuất không được đánh giá cao. Nữ diễn viên thậm chí bị xem là thuốc độc phòng vé khi các bộ phim có sự góp mặt của cô đều không đạt doanh thu cao, bị khán giả chê cười bởi diễn xuất non kém. Do diễn xuất không tiến bộ sau 10 năm, cô từ vị trí nữ chính rớt xuống tuyến vai thứ. Sau nhiều tác phẩm điện ảnh không thành công như Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Angela Baby giờ chỉ tham gia các show truyền hình, chụp hình tạp chí và tham dự sự kiện. Thời gian ghi hình cho show Running Man, cô cũng bị tố cư xử phong cách ngôi sao với đồng nghiệp. Những ồn ào hôn nhân, tin đồn thị phi liên tiếp khiến Angela Baby cũng mất điểm trong mắt người hâm mộ. Ưu điểm duy nhất của Angela Baby suốt những năm qua chính là ngoại hình xinh đẹp. Angela Baby sinh năm 1989, mang trong mình dòng máu Đức và Trung Quốc, sở hữu gương mặt lai Tây cuốn hút. Cô nhiều lần khẳng định, hay đưa ra chứng cứ chứng minh vẻ ngoài của cô là hoàn toàn tự nhiên. Dù đã bước qua tuổi 30 và qua một lần sinh nở, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh vẫn được nhận xét duy trì được thân hình thanh mảnh, nét mặt xinh đẹp hài hòa. Tháng 9 năm 2021, tờ Sohu còn chọn Angela Baby là mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ nhờ gương mặt tỷ lệ vàng, vóc dáng cao ráo, đôi chân thon gọn đáng mơ ước. Hiện thông tin Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh ly hôn đang thu hút sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng.